Câu 2: khi các khứ nội ý nằm trong tánh hiển lộ. Tôi lấy một ví dụ về cái vui thấp để ông nghiền ngẫm. Bình sanh có lần nào đó ông làm phước, được người nhận cảm ơn và các người chung quanh tán thưởng. Ông nghe lòng mình an vui thầm lặng, nhưng không dao động đến mấy ngày liền. Nếu ông thấy mình được an vui là sai. Đó là ý thức của tánh người vui, chứ không phải là tánh Phật vui. Cái vui của ý trong tánh Phật như sau: khi cái vui của ý trong tánh Phật thanh tịnh vui, thì như ông hiện giờ, ông đang sống ở trong bầu không khí bị ô nhiễm, ngột ngạt, nhiệt độ oi bức, bụi bặm, tầm nhìn bị che khuất, cộng với biết bao cảnh vật không dự ý. Bất ngờ, bầu không khí ông đang hít thở trở nên trong sạch, nhiệt độ mát mẻ, tầm nhìn thông suốt, tất cả cảnh vật đều dự ý, nghe rất vui vẻ. Ông cảm nhận cái vui ấy tự ông biết, chứ không dùng văn tự hay lời nói mà diễn tả được. Bởi vậy người xưa có nói, khi đến chỗ ăn vui đó, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Ông Trần Quế lại hỏi, như vậy việc làm hàng ngày của tôi phải như thế nào? Trưởng ban trả lời, việc làm hàng ngày của ông như sau. Hàng ngày ông làm việc gì, cứ chăm chú việc đó mà làm, không suy nghĩ việc khác. Ông tập được như vậy, khi thuần thục, tự nhiên việc làm của ông hết sức hoàn thiện. Trưởng ban nói thêm, việc làm để tích công đức và phước đức, ông phải thực hiện như sau. Một, khi ông làm từ thiện, tâm vật lý của ông cứ tự nhiên thanh tịnh, đừng khởi ra suy nghĩ gì cả. Vì sao không được suy nghĩ? Vì khi ông giúp đỡ người khác mà có suy nghĩ kèm vào, thì đường dây luân hồi sẽ được thiết lập ngay. Nếu ông suy nghĩ thanh cao, làn sóng điện từ dương trong tánh người của ông sẽ phát ra tần số thanh cao. Khi ông tích lũy thật nhiều, tần sóng ấy sẽ dẫn khối nghiệp và tánh Phật của ông. Khối nghiệp và tánh Phật của ông chuyển thể là trung ấm thân, hút lên các cõi trời tương đương việc làm phước thiện và cầu mong của ông. Khi ông làm thiện mà tâm ông hay nóng giận, ông tự tạo ra làn sóng điện từ âm, hút trung ấm thân của ông vào cõi thần, gọi là Atula. Nói tóm lại, tánh người ông phát sinh ra tần số nào là ông hòa nhập vào tần số đó. Đây chính là nghiệp lực tự nhiên của vũ trụ cuốn hút ông vào cảnh giới đó, chứ không có bàn tay quyền năng nào sắp xếp hay làm việc này cả. Còn tâm của ông ở trạng thái vô sở trụ, tức không dính mắc bất cứ vào chỗ nào, nên luật nhân quả không cuốn hút được. Ở trạng thái này, Đức Phật dạy, ai luôn thực hiện được như vậy, lâu ngày sẽ bắt được tần số thanh tịnh trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Nếu ông thực hiện được như vậy, lúc này tánh người của ông tạm mượn thân tứ đại để sinh hoạt vậy thôi. Ông Trần Quế hỏi, xin trưởng ban phân tích rõ. Trưởng ban phân tích, trong càn khôn vũ trụ này có hai loại chánh. Một, những thứ trong Phật tánh mà chúng ta gọi là tinh thần, đó là cái ý trong tánh Phật. Hai, tứ đại và vạn vật mà chúng ta gọi là sắc quẩn, đó là do cái ý trong Phật tánh sử dụng cái tưởng của tánh người suy nghĩ ra nên tạo thành nghiệp. Chung quy cái nghiệp mà có là do tánh Phật sử dụng 16 thứ của tánh người mới có. Cái nghiệp này chính là động lực đưa ông cũng như loài người đi trong 6 nẻo luân hồi. Ai muốn không bị luân hồi thì đừng tạo nghiệp, chứ nơi thế giới này không có cách nào khác. Ai muốn sống với các tánh trong luân hồi thì suy tưởng, tức không thanh tịnh, chỉ đơn giản cái gì thôi. Còn ai đó bày ra chuyện này, làm ra chuyện nọ, là tự mình làm ra nhân quả đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy rõ, pháp trụ là ở yên, tức thanh tịnh, pháp dị tức theo luân hồi. Dù pháp có trụ hay dị gì, Phật tánh vẫn là Phật tánh. Tướng thế gian luân chuyển là của thế gian, ông muốn sống với tánh nào tùy ý ông. Đức Phật dạy nó là như vậy.
Ai biết nguyên lý này mới tu theo đạo Phật mới đúng được. Đức Phật dạy thật rõ, các tướng thế gian thường còn là Thế Tôn nói các tướng tự nhiên sinh diệt của vật lý đi theo dòng luân chuyển trong tam giới này. Vì từ trước đến nay ông dụng công tu thiền mà ông ép cho cái tưởng của tánh người mất đi. Tánh người là thân vật lý của con người mà ông ép cho nó mất đi, chẳng khác nào ông sử dụng thân ông ép cho sóng biển không gợn sóng dậy. Đức Phật dạy như sau: người tu đạo giải thoát mà sử dụng thân và tâm để tu hành, chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm. Người tu muốn giải thoát, duy nhất phải biết: một, Phật tánh là gì? Hai, tánh người là sao? Hãy nghe Như Lai nói kệ: tu thiền đường kiếm hay tìm, nhận ra tánh Phật sống liền với y. Dụng công tìm kiếm mà chi, tánh người vật lý dẹp chi cho cuồng. Tánh Phật là tánh hằng luôn, thấy, nghe, nói, biết chân thường là đây. Tu thiền phải hiểu chỗ này, tánh người luôn chuyển, Phật thì tịnh thanh. Như Lai đã dạy rất rành, tánh người luôn chuyển, tử sanh chỗ này. Chân thường Phật tánh là đây, chỉ cần thanh tịnh, dứt dây luân hồi. Ông Trần Quế lại xen vào lời trưởng ban: sao các thầy không dạy chỗ này? Trưởng ban trả lời: vì quý thầy không biết. Còn những vị thầy biết mà không dạy là có nguyên do như sau: nếu dạy rõ chỗ giải thoát này, ai sẽ cung phụng cho quý thầy nữa? Nên quý thầy không dạy là vậy. Trưởng ban nói: hôm nay ông biết được chỗ cao xa này, cũng có nghĩa là vô số đời trước ông đã quyết chí tìm, nên hôm nay mới gặp. Tôi đã hết tình hết lý chỉ cho ông, mong ông cố gắng. Đừng đem lời nói của tôi nói bừa bãi không tốt. Nếu ông muốn giúp người khác, hãy tìm hiểu kỹ coi người đối diện mình tu theo đạo Phật, họ có muốn giải thoát hay không. Nếu muốn thì mới giúp họ. Còn người nào tìm hiểu pháp môn thiền tông học này để đi kiếm tiền, ông không được phép nói cho người này biết, dù là một chữ cũng không nói. Phần này Đức Lục Tổ dạy rất rõ trong kinh Pháp Bảo Đàm. Chúc ông thật nhiều may mắn. Ông Trần Quế nghe xong rưng rưng nước mắt và hỏi thêm: xin trưởng ban vui lòng sắp xếp theo thứ tự việc tu theo thiền tông đạo Phật, vì tôi là người chỉ hiểu đạo Phật qua sách kinh, chứ tôi chưa hề tu theo đạo Phật lần nào. Trưởng ban nói tiếp: đây là căn bản tu theo thiền tông. Thứ nhất, phải học hỏi, suy tư và thực tập, gọi là văn tư tu. Thứ hai, phải hiểu tài sắc danh thực thùy là cái gì. Thứ ba, phải biết sắc thọ tưởng hành thức, chiều sâu của nó ra làm sao. Tôi xin giải nghĩa 13 chữ nói trên để ông hiểu. Ông muốn tu phải cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện của ông. Một, chữ văn. Đọc kinh điển hoặc nghe lời giảng của pháp sư, phải đúng là pháp sư chứ giảng sư không ông thua gì. Hai, chữ tư. Phải suy tư hiểu nghĩa cho đúng với ý pháp sư nói. Ba, chữ tu. Ông phải tu tập đúng ý chánh pháp của Đức Phật đã dạy. Bốn, chữ tài. Tiền bạc phải sử dụng cho đúng ý nghĩa của người tu theo đạo Phật, chứ không phải từ bỏ tiền tài. Năm, chữ sắc. Về sắc đẹp của nam nữ, ông đừng dính mắt vào. Còn vật dụng, có cái gì thì sử dụng nấy, không chê khen. Sáu, chữ danh. Danh lợi ở thế gian, ông xem như ảo ảnh phù du. Bảy, chữ thực. Ông phải ăn uống triệt độ theo phương pháp cân bằng âm dương là ông đã giải quyết được 50% của sự tu theo thiền tông, gọi là tu thực. Tám, chữ thùy. Việc ngủ nghỉ của người tu theo thiền tông, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không bận biệu trong lòng một chút nào, nhớ đừng ép thân. Chín, chữ sắc. Chữ sắc ở phần này không phải là chữ sắc của câu số 5,
mà nói toàn bộ cơ thể của ông. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần rất sảng khoái, việc tu theo thiền tông rất thuận lợi. Vì sắc thân của ông được cân bằng, luôn vận hành thanh tịnh theo điện tự quán. Nhờ điện tự quán này nên thân và tâm vật lý của ông rất nhẹ nhàng. 10. Chữ thọ, tức thọ khổ, thọ vui hay không khổ, không vui, ông không màng đến. 11. Chữ tưởng, cái suy nghĩ hay tưởng tượng mọi thứ trên đời mà tưởng trong thanh tịnh nên không sanh ra vọng. 12. Chữ hành, đây là vận hành có hai phần. Một là điện tự quán hành để bảo tồn sự sống của vỏ bọc tánh Phật. Hai là điện tự âm dương hành để bảo vệ từng tế bào một, là nói riêng, còn nói chung là tổng thể sắc thân của ông. Trên đây là hai phần tồn tại của một con người cũng như tất cả các loài động vật và thực vật. Đức Phật dạy, khi tâm suy nghĩ, tức vọng tưởng phát ra, nó tạo ra những chông gai, nên dòng điện từ âm dương đang liên tục duy trì cơ thể của ông, nó quét cái suy nghĩ của ông đến nơi ông suy nghĩ. Chính đây là luân hồi. Vì nguyên lý này nên Đức Phật dạy, người tu thanh tịnh thiền là để tâm vật lý mình thanh tịnh, nên chông gai không lú ra. Do đó điện từ âm dương nó chỉ quét để duy trì cơ thể thôi. Vì nguyên lý này mà Như Lai dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền không được dụng công là vậy. 13. Chữ thức, chữ thức này là hiểu biết do sự học hỏi của ông, nên gọi là học thức hay trí thức của vật lý. Còn cái biết của ý trong tánh là cái biết tự nhiên của Phật tánh. Trên đây là 13 phần dành riêng cho người tu theo thiền tông để giác ngộ và giải thoát. Nếu ông thực hiện được, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Một lần nữa xin lưu ý ông. 1. Ông sử dụng 13 thứ trên ở trạng thái thanh tịnh là phải. Nếu ông sử dụng các thứ trên của vật lý âm dương, dù ông có dụng công thực hành 1.000 năm cũng chẳng đi đến đâu cả. 2. Ông tu theo thiền tông không vọng tưởng, nó có hiện ra kệ nó, không màng đến, ông nhớ đừng dẹp nó. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng là tự nhiên của vật lý âm dương nơi thế giới này. Nếu ông dẹp, ông bị cái lỗi là vi phạm nhân quả luân hồi tự nhiên của vật lý. Các vị đi trong đoàn thốt lên: quá tuyệt, quá tuyệt, không ngờ ở nơi xa xôi hẻo lánh này lại có vị thông lầu và giải nghĩa tu theo thiền tông học rất rõ ràng và tường tận như vậy. Có nhiều vị không cầm được nước mắt và thốt lên: chúng tôi đi tìm lời dạy của Đức Phật, không đâu giảng rõ. Đến đây chúng tôi như vào bể giáo lý thiền tông. Chúng tôi đã ghi rõ từng lời, từng câu của trưởng ban giải nghĩa, nhất định về áp dụng ngay công thức tu thiền tông này, nhất là tu thực và tu tập. Một lần nữa, chúng tôi xin hết lòng cảm ơn trưởng ban. Bốn, ông Trần Quế, sinh năm 1937 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại thành phố Arizona, Hoa Kỳ, hỏi: kính thưa trưởng ban, tôi tên Trần Quế, năm nay 73 tuổi. Gia đình tôi không phải tu theo đạo Phật, nhưng hồi còn ở ghế nhà trường đại học, tôi thích xem sách các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo, vân vân. Đạo giáo nào cũng chỉ có một cách tu, riêng Phật giáo sao tôi thấy có quá nhiều lối tu như gõ mõ tụng kinh, cầu an, cầu siêu, ngồi thiền quán tưởng, quán thoại đầu, thiền mật tông, tịnh độ tông, thiền nguyên thủy, thiền phát triển, thiền tông, vân vân. Trong sách viết, tu theo thiền tông rất nhiều người ngộ đạo, nhưng tôi không thấy các ngài dạy cách tu. Tôi có đem ý này hỏi vài chùa, nhưng tôi không được câu trả lời. Tôi đọc quyển sách Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ của soạn giả Nguyễn Nhân,
Thấy lời tựa, tôi đọc ngay và đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Lời giảng giải của thầy trong sách thật tình quá hay, quá rõ, không chê vào đâu được. Hôm nay tôi đến đây xin hỏi thầy hai câu hỏi như sau. Xin thầy đừng từ chối. Cảm ơn. Câu 1. Công thức tu theo thiền tông phải dụng công như thế nào để nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình? Câu 2. Khi người nhận ra Phật tánh được diễn tả trạng thái như thế nào? Trưởng ban quản trị chùa thốt lên: Phật ơi, hai câu hỏi của ông quá cao, tôi khó trả lời quá. Nhưng ông hỏi để tu hay để bổ túc kho tàng kiến thức của ông? Ông Trần Quế trả lời: Tôi hỏi để tu, tôi có thể sống thêm vài năm nữa là cùng. Học hỏi thêm kiến thức để làm gì? Khi mình bỏ thân này, có mang kiến thức theo được đâu? Nếu thầy hướng dẫn rành mạch cho tôi hiểu, tôi nhất quyết thực hành đến nơi đến chốn. Tôi nguyện mang ơn thầy mãi mãi. Trưởng ban nói: Có thể nói từ trước đến nay, những người đi tìm hiểu đạo Phật không ai có quyết tâm như ông. Người có quyết tâm như vậy chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Nhưng tôi nói ra sợ ông không thực hành được. Ông Trần Quế nói: Dù khó đến đâu tôi cũng nhất quyết thực hiện cho bằng được. Vì tôi lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, nếu hiểu được pháp môn tu theo thiền tông mà được giác ngộ và giải thoát là tôi cố gắng thực hành. Vì từ trước đến nay tôi có đi hỏi nhiều nơi nhưng không nơi nào chỉ dạy. Trưởng ban nói: Ông muốn tu theo pháp môn thiền tông phải chấp nhận đảo lộn tất cả những sự hiểu biết bình thường của ông từ trước đến nay. Nếu ông chịu tôi mới nói. Ông Trần Quế thưa: Kính thưa trưởng ban, tôi rất tin tưởng thầy. Vì thầy giải thích nhiều câu hỏi có thể nói là hóc búa. Có lúc tôi ngỡ thầy không khi nào trả lời được, nhưng thầy trả lời quá dễ dàng. Trưởng ban trả lời hai câu hỏi của ông Trần Quế. Câu 1. Đây là công thức tu theo thiền tông của đạo Phật. Về ăn uống, phải ăn uống làm sao cho cơ thể con được quân bình âm dương. Nếu ông ăn uống mà cơ thể được quân bình âm dương rồi thì việc tu theo thiền tông coi như đã đạt được 50% hiệu quả. Vì âm dương được quân bình thì vận hành tánh người của ông, nói rõ hơn là các tế bào trong thân của ông được trở về trạng thái cân bằng. Nếu lỡ có bị bệnh sẽ hết, dù bệnh gì cũng hết. Cách ăn theo âm dương được lý giải như sau: như chiếc tàu chở nặng quá bị chìm, còn chở nhẹ quá gió thổi hay sóng đánh mạnh bị lật, còn trung bình sẽ nghe êm ái dễ di chuyển. Tôi sẽ tặng cho thầy cẩm nang ăn uống để tu theo thiền tông. Về thực hành: Một, ông dẹp bỏ tất cả những phương pháp mà ông cho là đúng, cho là hay, học ở người này, bạn kia, vân vân. Hai, ông dẹp bỏ tất cả dụng công tu như là ngồi thiền, quán tưởng, quán thổi đầu, vân vân, hay bất cứ theo hình thức nào khác. Ba, ông dẹp bỏ tất cả những kiến thức mà ông đã quân tập từ trước đến nay. Bốn, ông đóng cửa tất cả những việc bên ngoài đến với ông. Năm, ông bỏ tất cả hai bên là phải quấy, hơn thua, buồn thương, giận ghét, vân vân. Về thấy và nghe của ông, vì từ trước đến nay khi ông thấy và nghe rồi phân biệt bằng tánh người, cũng gọi là tánh phàm tình, nên lúc nào ông cũng chạy theo cái thấy và tiếng nghe của vật lý rồi phân biệt ra hay dở, phải quấy, vân vân, rồi sinh ra đủ thứ chuyện trên đời. Nay ông phải tập cho các hằng thấy, hằng nghe của ý nằm trong tánh Phật. Những cái hằng thấy, hằng nghe, hai thứ này nó ở đâu? Hai thứ này là của cái ý. Mà cái ý này nói đủ là có bốn thứ:
thấy, nghe, nói và biết. Bốn thứ này nó nằm trong vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang. Điện từ quang là loại điện từ thanh tịnh, do đó thấy, nghe, nói và biết nó phải tự nhiên thanh tịnh. Vì là thanh tịnh nên được trùng khắp. Trưởng ban nói tiếp: ông muốn tu thanh tịnh thiền thì chỉ cần tu tập như sau. Một, khi nghe có tiếng động, mình nghe có tiếng. Khi tiếng động đi qua rồi, mình nghe, nghe không tiếng. Đó, ý ông đang nghe. Hai, khi có hình tướng, ông liền thấy có hình tướng. Cái hay thấy của ông là như vậy, là của ý hằng thấy. Ba, cái ý hay phát ra tiếng. Tiếng này gọi là pháp. Khi ông nói, cứ việc nói, cho người đối diện biết là đủ. Ông đừng dính theo tiếng nói của mình. Đó là tiếng nói còn trong thanh tịnh, mà Đức Phật gọi là tiếng nói trong Niết Bàn. Bốn, cái hay biết trong ý, nó lúc nào cũng hằng biết. Đường duyên theo thấy, nghe hay tiếng là cái hằng biết của ý trong tánh Phật. Nếu ông thấy, nghe hay nói mà chạy theo các thứ này, Đức Phật gọi là chạy theo luân hồi do sức hút của vật lý âm dương. Tu theo thiền tông, ông phải hiểu bốn căn bản trên thì mới tu đúng được. Còn không hiểu căn bản này, dù ông có dụng công tu hành theo kiểu gì, 1000 năm sau cũng không ăn thua gì. Ông Trần Quế hỏi: như vậy phải tu tập như thế nào để đúng với pháp môn thiền tông? Trưởng ban trả lời: ngủ thì thôi, vừa mở mắt ra, vừa thấy, liền biết mình có cái hay thấy. Vừa nghe, biết mình có cái hay nghe. Không dính bất cứ trận cảnh nào, đừng lìa phút giây nào cả. Đó là ông đang tập cho tánh hay thấy và tánh hay nghe của ông. Ông tu tập được như vậy, từ từ trở về tánh thanh tịnh của chính ông đó. Từ ngàn xưa nói là như vậy, không ai làm ra, không ai tạo thành. Nó vốn là thanh tịnh, nó vốn là trùng khắp, nó vốn là đầy đủ. Sự sống của nó là nhờ điện tự quang. Vì chỗ loài người không biết đó, nên ai cũng sử dụng cái tưởng của tánh người, suy nghĩ rồi tưởng tượng ra sai lệch, nên bị trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi không ngày cùng. Khi ông tu theo thiền tông mà thành tựu rồi, ông sẽ nhận ra cái tánh chân thật của mình. Nhờ đó ông không lầm lẫn nữa. Nếu những điều mà chúng tôi nói ông thực hành được thì ông không bị luân hồi. Còn hiện tại ông đang sống dưới thân tứ đại này. Các cái thứ trong Phật tánh nó phải nhờ các căn để thấy, nghe, nói. Khi nào ông hết duyên sống nơi thế giới này thì vỏ bọc của tánh người nhả vỏ bọc tánh Phật của ông ra. Nếu trong vỏ bọc tánh Phật của ông chứa hoàn toàn công đức thì cái vỏ bọc tánh Phật gọi là Như Lai Tạng, tức cái kho chứa hoàn toàn công đức và tánh Phật. Duy nhất cái Như Lai Tạng này tự động nó được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Từ đây tánh Phật mới nhìn thấy 6 đường luân hồi và 2 cửa Hải Triều Âm và Hải Triều Dương. Phật tánh vượt qua cửa Hải Triều Dương để trở về Phật giới. Nếu trong vỏ bọc tánh Phật của ông không có công đức thì khối nghiệp thiện hay ác này nó tự động chuyển thành trung ấm thân. Cái trung ấm thân này nó bị hư khúc nhân quả của thế giới này mà đi thọ hưởng hay lãnh quả báo.